Các con học sinh lớp 1 thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học bài đầu tiên trong sách giáo khoa Toán 1, Chân trời sáng tạo. Bài đầu tiên đó là bài Vị trí. Quan sát tranh nói về vị trí phải, trái, trên, dưới, trước, sau, ở giữa. Nhìn cái bức tranh này các con. Chiếc máy bay thì ở trên, chiếc tàu thủy thì ở dưới. Chiếc xe tải thì ở giữa chiếc xe khách và chiếc xe ô tô. Bạn trai ở bên phải, bạn gái ở bên trái. Như vậy, phải, trái, ở giữa. Trên, dưới. Ta sang trang số 11. Đặt và nói vị trí của đồ vật. Đặt và nói vị trí của đồ vật. Bảng con bên trái, hộp bút bên phải của em. Bài số 2. Câu 2. Đi theo biển chỉ đường. Đi thẳng đến ngã ba này, rẽ phải vào các chú voi. Đi thẳng rẽ trái vào hai chú cột. Đi thẳng rẽ phải vào bốn chú hươu cao cổ. Đi thẳng rẽ trái vào nhà vệ sinh. Như vậy, bên đây là bên phải, bên phải, bên trái, bên trái, bên phải, bên trái. Em phân biệt bên trái, bên phải cơ thể mình. Như vậy bên cơ thể mình có các bộ phận nào bên phải các em? Như vậy bên phải cơ thể mình có tay phải, chân phải, mắt phải, lỗ tai phải. Bên trái cơ thể mình có gì? Bên trái cơ thể mình có tay trái, chân trái, mắt trái, lỗ tai trái. Các em về tự tìm hiểu nha các em, nha các con. Rồi, bây giờ mình qua trang số 12. Quan sát nói về vị trí. A. Phải, trái, trên, dưới. Đây là chú hề. Đây là hai quả bóng bay. Đây là hai quả cầu. Hai quả bóng bay bên phải chú hề. Hai quả cầu bên trái chú hề. Quả bóng bay màu xanh
bên phải quả bóng bay màu đỏ. Quả bóng bay màu đỏ bên trái quả bóng bay màu xanh. Quả cầu màu xanh ở trên quả cầu màu hồng. Quả cầu màu hồng ở dưới quả cầu màu xanh. Quả cầu B ở giữa. Con diều màu vàng, con diều màu xanh, con diều màu hồng. Con diều màu xanh nằm ở giữa. Hai con diều là con diều màu hồng và con diều màu vàng. Con diều màu xanh nằm giữa con diều màu vàng và con diều màu hồng. Ta qua trang số 13. Phần 2. Nói vị trí các con vật. Nói vị trí các con vật. Câu A. Chú chim màu xanh, chú chim màu hồng. Chú chim màu xanh bên phải chú chim màu hồng. Chú chim màu hồng, xin lỗi các con, chú chim màu xanh bên trái chú chim màu hồng. Chú chim màu hồng bên phải chú chim màu xanh. Con khỉ qua phần B. Con khỉ ở trên cành cây. Con chó sói nằm ở dưới. Con chó, con mèo, con heo. Con mèo nằm giữa con chó và con heo. Chú gấu màu nâu, chú gấu màu cam. Chú gấu màu nâu phía trước, chú gấu màu cam. Chú gấu màu cam phía sau, chú gấu màu nâu. Chú chó, con chó, con mèo, con lợn thì ở trên chiếc tàu lửa. Như vậy bài học của chúng ta đến đây đã hết các em. Bây giờ thầy ôn lại. Chú chó, chú mèo, chú lợn ở trên chiếc tàu lửa. Chú gấu màu nâu ở phía trước chú gấu màu cam. Chú gấu màu cam phía sau chú gấu màu nâu. Chó sói nằm ở dưới. Con khỉ nằm ở trên cây. Chú chim màu xanh bên trái, chú chim màu hồng bên phải. Quả bóng bay màu xanh bên phải, quả bóng bay màu đỏ bên trái. Quả cầu màu xanh ở trên, quả cầu màu hồng ở dưới. Các quả bóng bay bên phải chú Hề. Các quả cầu bên trái chú Hề. Con diều màu xanh ở giữa con diều màu vàng và con diều màu hồng. Như vậy, bài học đầu tiên của chương trình lớp 1 của chúng ta đến đây đã hết. Xin chào tất cả các con.